mạng y tế vì sức khỏe cộng đồng. Chào bạn, bạn đang nghe audio chuyên mục mẹo vặt về sức khỏe trên website mạng y tế.vn. 20 mẹo trị bệnh vặt cho trẻ, các mẹ bỉm sữa không nên bỏ lỡ. Trẻ con với hệ miễn dịch còn yếu và trong quá trình phát triển sẽ luôn mắc bệnh vặt. 20 mẹo hay trị bệnh vặt cho trẻ sẽ giúp mẹ chăm sóc bé để bé khỏe mạnh. Trẻ con với hệ miễn dịch chưa hoàn thiện rất thường hay mắc các bệnh vặt, nhất là những lúc thời tiết giao mùa. 20 mẹo trị bệnh vặt cho trẻ sẽ giúp mẹ bảo vệ sức khỏe trẻ tốt hơn, mẹ không nên bỏ qua nhé. Nuôi con khôn lớn là cả một hành trình đầy gian nan đối với người mẹ. Từ lúc mang thai cho đến khi con lọt lòng, con khôn lớn, các mẹ đã phải vất vả để mang đến những điều tốt nhất cho con. Trong quá trình trưởng thành, không ít lần các trẻ sẽ mắc phải bệnh vặt. Tuy nhiên, việc sử dụng kháng sinh từ khi còn quá bé là điều không tốt cho trẻ em. Trong dân gian có lưu lại các mẹo hay trị bệnh vặt ở trẻ, giúp trẻ khỏi bệnh mà không cần dùng đến kháng sinh. Các mẹ nuôi con nhỏ hãy cùng kênh mạng y tế tìm hiểu ngay 20 mẹo hay này nhé. 1. Giúp trẻ không sốt khi mọc răng. Khi trẻ bắt đầu mọc răng sẽ kèm theo các dấu hiệu nóng sốt. Lúc này trẻ sẽ quấy khóc thường xuyên, có thể bỏ bú dẫn đến tình trạng sút cân. Để hạn chế tình trạng này, trong dân gian truyền lại, các mẹ có thể dùng lá hẹ dã nhuyễn vắt lấy nước thoa lên nướu trẻ khi đủ 3 tháng 10 ngày. Cách này sẽ giúp trẻ không sốt khi mọc răng lần đầu và cả trong những lần sau. 2. Giảm đau khi mọc răng. Trước khi răng mọc lên trẻ sẽ bị sốt. Sau khi chiếc răng nhú lên, trẻ sẽ phải đối diện với những cơn đau ở phần răng mới nhú. Mẹ cho một chiếc thìa inox vào tủ mát vài phút, rồi dùng chiếc thìa này áp vào chỗ răng đau của trẻ, hơi lạnh sẽ giúp bé giảm đau, dễ chịu hơn. 3. Chữa đầy hơi cho trẻ. Trẻ bị trướng bụng đầy hơi thường hay khó chịu, quấy khóc. Mẹ hãy mát xa vùng bụng trẻ nhẹ nhàng theo chiều kim đồng hồ và từ trong ra ngoài. Mát xa liên tục trong khoảng 5 đến 10 phút. Cách này vừa giúp trẻ dễ chịu, giảm đau vừa chữa đầy hơi hiệu quả. 4. Trị tiêu chảy. Dùng cà rốt nấu nước cho trẻ uống cũng có tác dụng cầm tiêu chảy hiệu quả. Cách thứ hai mẹ có thể áp dụng là rang gạo thật vàng, sau đó nấu nước cho trẻ uống thay nước, cũng rất hiệu nghiệm, vừa bù mất nước vừa có tác dụng trị tiêu chảy. 5. Chữa táo bón cho trẻ sơ sinh. Dùng đọt lá mồng tơi trị táo bón cho trẻ. Trẻ sơ sinh nếu ăn uống vẫn bình thường, nhưng quá 5 ngày chưa đi nặng được, nghĩa là trẻ bị táo bón. Mẹ hãy dùng một chiếc tăm bông thấm mật ong đã pha loãng với ít nước và ngoáy nhẹ vào hậu môn trẻ từ 3 đến 5 phút. Nhớ là đưa hết phần bông gòn trên đầu tăm vào thôi nhé. Không ngoáy sâu vào bên trong, trẻ sẽ đi nặng ngay sau đó. Các cách còn lại mẹ có thể áp dụng đối với trẻ sơ sinh từ 1 tháng tuổi. Có thể dùng đọt lá mồng tơi rửa sạch và ngoáy hậu môn như bé. Lưu ý cục ngoáy nhẹ và không ngoáy sâu vào bên trong. Để tránh tình trạng bón ở trẻ, mẹ nên mát xa bụng thường xuyên cho trẻ. Đồng thời mẹ nên hạn chế ăn những thực phẩm thiếu chất xơ, khô khan để tránh ảnh hưởng đến sữa cho bé bú. 6. Trị trứng đái dầm ở trẻ. Dùng lá rau ngót tươi rửa sạch, giã nát, cho thêm ít nước vào nấu sôi, lọc lấy nước cho trẻ uống ngày 2 lần, mỗi lần cách nhau 10 phút. Ngoài ra, mẹ cũng nên lưu ý trước khi đi ngủ khoảng 1 tiếng. Mẹ không nên cho trẻ uống nước, uống sữa đồng thời nhắc trẻ tiểu tiện trước khi ngủ. 7. Trị ham tã. Mẹ rửa sạch vùng da bị ham tã, sau đó lau khô bằng khăn mềm, sạch. Trải dưới mông bé một tấm giấy thấm. Mẹ rửa sạch tay và đổ ít dầu dừa ra lòng bàn tay, rồi xoa nhẹ lên vết ham của trẻ chừng 10 đến 15 phút, hôm sau bé sẽ đỡ ngay. Ngoài ra mẹ hãy chú ý đến chất liệu khăn, khăn giấy khi vệ sinh cho trẻ. Nếu trẻ bị ham tã, mẹ phải đổi ngay và dùng loại ít ảnh hưởng đến làn da nhạy cảm của bé. 8. Trị ho cho trẻ. Trẻ mới chớm ho, mẹ có thể áp dụng các bài thuốc trị ho theo dân gian, như dùng tắc trưng mật ong, gừng mật ong, chanh, đào mật ong, vân vân, thay vì dùng kháng sinh. Để cắt cơn ho nhanh chóng, trước khi ngủ, mẹ nên bôi dầu tràm hoặc dầu khuynh diệp vào lòng bàn chân trẻ và mát xa nhẹ nhàng, sau đó đeo vớ chân để giữ ấm.
ấm cho trẻ. Dùng dầu thoa dưới lòng bàn chân trị ho cho trẻ. 9. Trị vết thâm do muỗi đốt. Mật ong nổi tiếng lành tính và có chất kháng khuẩn, làm dịu da, do đó mẹ có thể dùng mật ong làm dịu vết muỗi đốt của trẻ rất hiệu quả. 10. Tăng sức đề kháng. Cho trẻ ăn trái cây chứa nhiều vitamin C như cam, quýt, vân vân. Mỗi ngày cho trẻ uống một cốc nhỏ nước cam sẽ rất tốt cho sức khỏe trẻ. 11. Đắp chanh tươi hạ sốt. Cách này được dùng khi trẻ sốt khoảng 37,5 đến 38 độ, chưa đến mức phải dùng thuốc hạ sốt. Sau khi lau trán, nách, bẹt cho trẻ bằng khăn ấm, mẹ cắt chanh thành những lát mỏng đắp lên trán, chà tay chân, sống lưng cho trẻ để nhanh hạ sốt. Lưu ý, mẹ không đắp chanh lên vùng da bị sướt tổn thương khiến trẻ khó chịu nhé. 12. Khi trẻ bị co giật vì sốt cao. Sốt cao rất dễ gây co giật, bé cắn lưỡi rất nguy hiểm. Mẹ hãy dùng một cái khăn sạch mềm và đưa vào miệng trẻ, sau đó cho trẻ nhập viện lập tức. 13. Mắt hay đổ ghèn. Mắt trẻ sơ sinh hay đổ ghèn. Ngoài việc dùng nước muối sinh lý rửa mắt hàng ngày cho trẻ, mẹ nên kết hợp massage để thông tuyến lệ cho trẻ như sau. Massage bắt đầu từ góc trong của mí mắt rồi di chuyển vuốt xuôi xuống phía mũi. Nên thực hiện massage từ 5 đến 10 lần mỗi ngày, mỗi lần massage từ 5 đến 10 phút. 14. Khi trẻ bị bỏng, ngâm vùng bị bỏng nước sôi của trẻ ngay lập lúc bằng nước lạnh. Tùy mức độ nặng nhẹ của trẻ mà quyết định xem có nên cho trẻ đi bệnh viện không. Tuyệt đối không áp dụng các cách dùng nước mắm, kem đánh răng thoa lên vết bỏng của bé vì có thể khiến vết bỏng nhiễm trùng nặng hơn. 15. Bé bị hóc xương cá. Nếu trẻ chỉ bị hóc nhẹ, mẹ có thể dùng mẹo sau. Dùng tép tỏi hoặc tiêu đưa gần sát lỗ mũi trẻ. Nghe những mùi này trẻ sẽ hắt hơi lập tức và khạc xương cá ra ngoài. Trường hợp nặng cần cho bé nhập viện để bác sĩ dùng dụng cụ chuyên môn gấp xương ra. 16. Trị tật mút tay. Trẻ sơ sinh rất hay đưa tay lên mút nếu hai bàn tay trống không. Vì vậy, hãy làm cho bàn tay trẻ luôn bận rộn với các món đồ chơi. Đồng thời khi thấy bé mút tay mẹ, nên kéo tay trẻ ra ngay lập tức, rồi nhẹ nhàng đánh yêu vào tay trẻ, trẻ sẽ biết đó là hành động sai và bỏ hẳn tật xấu này. 17. Bé bị chảy máu cam. Nếu bé bị chảy máu cam, lập tức phải ngửa mặt lên trời là sai. Đây là cách xử lý phản khoa học vì có thể khiến máu chảy ngược xuống thực quản gây ngạt. Cách xử lý đúng, mẹ nên để bé cúi đầu và bịt mũi trẻ lại, yêu cầu trẻ thở bằng miệng. Nếu chảy máu cam, thông thường sau 10 phút bé sẽ hết. 18. Trẻ hóc dị vật. Khi trẻ bị hóc dị vật, mẹ nên đặt bé nằm sấp trên đùi, đầu chúc xuống và hướng về phía trước. Mẹ khum bàn tay lại và vỗ dứt khoát từ 7 đến 10 cái ở phần giữa xương bả vai để bé nôn, khạc dị vật ra ngoài. 19. Chữa tưa lưỡi cho trẻ. Mẹ rửa tay sạch sẽ bằng xà bông diệt khuẩn, sau đó dùng tay út cuốn miếng gạt nhỏ, thấm nước muối sinh lý, lau nhẹ khoang miệng trẻ từ trong ra ngoài. Cách khác mẹ có thể áp dụng là dùng rau ngót rửa sạch, dã nhuyễn và làm sạch lưỡi cho bé từ trong ra ngoài. Mỗi ngày làm cho trẻ 2 đến 3 lần vào buổi sáng và trước khi đi ngủ. 20. Trẻ bị rắn cắn. Khi trẻ bị rắn cắn, sử dụng ngay khăn hoặc garo, buộc chặt phía trên vết thương khoảng 3 đến 5 cm. Để ngăn không cho độc tố lan khắp cơ thể và nhanh chóng đưa trẻ đến bệnh viện cấp cứu kịp thời. Với 20 mẹo trị bệnh vặt cho trẻ, hy vọng sẽ giúp các mẹ yên tâm chăm sóc con mình, nhất là những người lần đầu làm mẹ chưa có nhiều kinh nghiệm. Nguồn Internet. Nội dung bài viết đến đây là kết thúc. Nếu bạn có thắc mắc, câu hỏi gì xin hãy chia sẻ bình luận bên dưới bài viết này. Mời bạn hãy đăng ký kênh Mạng Y Tế, chia sẻ bài viết này tới bạn bè và theo dõi thêm những audio tiếp theo. Hy vọng bài viết này sẽ đem lại cho bạn nhiều điều bổ ích. Chúc bạn luôn mạnh khỏe.